Đi vớt bát quái. Giờ ta lại câu 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 rô phi về nó. Chà, cháu chỉ khoái câu mà cái cá rô phi nó mà nó cắn liên tục ấy. Sướng. Giật cũng sướng. Ăn thì chả biết ăn được không. Ăn chả ăn được. Ăn chả ăn được nhưng mà câu nó sướng. Quả làm lúc rồi. Còn cất tôm thế thôi, cho thuốc lào lắm. Ăn được khoảng 10 con là căng. Thế nhưng mà đi cất nó sướng. Chỗ nào chú? Cái đấy có cho mồi không ạ? Có chứ. Cho mồi vào giữa. Gà, cho cái chuột gà vào. À, dây đấy hay. Cá thằng ấy mà chắc tôm này sẽ có một số con. Ấy xa. À, khá tôm to đấy. Bây giờ cái này mở đằng dưới hay mở chỗ nào chú? Đấy, nó có cái xét đấy. Ấy, nhiều tôm to tôm càng. Xét đấy. À. Bây giờ rũ rũ hết ra góc này không? Ừ, không đo, tôi bắn ở đây rồi. Ơ sao cái miệng rộng như này mà tôm nó cũng không ra nổi à? Ừ. Ê, cháu lại đang ấy rồi. Một tay lại đang cầm máy rồi. Khá đấy. Cái này đấy là con rùi sang nó lấy cái kia cả. Vâng, ui, toàn tôm càng luôn. Đây đây. Nó vào ít thế nhỏ. Đây đây đây. Nó vào ít nhưng toàn con to. Góc nào còn mấy con. Con bé thì nó lại bẹ, tự ra được. Con bé nó lại ra. Đây, nó thọn vào. Ây da. Lấy tôm nào. Cất tí, nó làm cái gì? Cá lại thả xuống. Tôi giải thoát cho con này đi. Bé quá. Rồi. Okay. Úi sỏi ôi. Toàn tôm càng. Úi sủi, con này đen thúi. À đây còn con cá nữa thả xuống. Rô phi này. Xuống ngang. Đấy. Chuyển chỗ thả ra đằng kia. Tôm càng. Ui, tuyệt vời luôn. Ôi con, tí nữa sổng mất con. Chuyển chỗ đi đến đằng này à? Đằng này nó có mùi à. Được gà và chờ cái câu. À. Làm thành thính luôn. Đâu, cho cho đằng này. Cái cá rô phi nhỏ nhỏ như lúc nãy nó cắn ác. Thả xuống là cắn. Vâng. Đây kiểu giật món rô phi nữa. Thả xuống còn cái dây này móc trên thôi. Ừ, con à. To thì đặt lấy cái lườn, con bé nó cho cẩy. Thế thôi. Xong. Ngon lành. Thank you chú nhá. Ta đi lên rồi.